Nè chị, chị có biết á, chị chia tay cái ông đó là một quyết định sáng suốt không? Tí nói á là Tí nghe được những lời không hay của bà ta từ nhà mẹ của Tí. Thì đã ngay từ đầu chị đã biết mẹ Tí là ai rồi. Ủa, sao bà không nói cho tụi tôi biết? Mà nè Tí, sao mày không nói cho chị biết hả? Em có nỗi khổ của mình mà. Thôi, nhiều khi là nó cũng khổ tâm dây dứt hơn là tôi nhiều. Mấy năm trời em chưa dám gặp lại mẹ. Em ước gì thời gian có thể quay trở lại. Em sẽ không cãi lời của mẹ để đi theo bọn xấu, dính vào con đường nghiện ngập, để tới bây giờ nợ nần chồng chất. Trời ơi, chị thấy đơn giản mà. Em muốn gặp á thì cứ về gặp. Mẹ em sĩ diện dữ lắm, cứ nghĩ em là ông này bà nọ, nghĩ là em có sự nghiệp, có tương lai, chứ đâu có biết là em có một đống nợ ngập đầu đâu. Sao nguyên đám tụi mình giống gì không giống, giống cái khổ. Thiệt ra cũng không phải là không có cách. Bây giờ ông cứ xuất hiện trước mặt mẹ ông như những gì ông muốn đi. Ê, tôi muốn làm doanh nhân thành đạt lắm nha. Có biệt thự, có đủ thứ hết á, có trợ lý riêng nữa nha. Tưởng chuyện gì, cái này dễ ẹt mà. Ê, tôi cũng muốn có tiền rủng rỉnh, mỗi tháng cho mẹ mấy chục triệu nữa. Gì? Mấy chục triệu hả? Ờ, chứ không lẽ bây giờ doanh nhân thành đạt không có tiền cho mẹ? Kỳ lắm à. Cũng đúng. Sau đó còn có xe hơi. Lúc xuống xe hơi á, dừng gì đứng xếp hàng hàng loạt. Trời ơi, tao nói lúc đó chắc mẹ tự hào lắm, lấy le được với hàng sớm luôn á. Thôi bỏ đi ha. Không có tiền mà đòi xe hơi tới rước. Khi sương tan là nắng sớm mai.